siro quá con. Rồi con coi bao nhiêu đô. Hả? 38 đô luôn. Trời ơi, tăng lên 39 độ luôn. 39 độ sốt cao rồi đó. Sao Nam đi học con? Hả? Nó bị bệnh rồi, nghỉ học rồi. Trời ơi, bày bộ bác sĩ ra chơi nè. Bác sĩ nha khoa. Con mấy chi tiết của bộ bác sĩ. À, bình thường rồi đó, giỏi ta. 36 độ bình thường, đúng rồi, vậy đi học nha. Minh, 36 độ bình thường rồi, đi học nha con. Đi học nha. Nó trừ lại. Tăng lên rồi hả? Nó trừ lại rồi. Trừ đâu trừ, đó là tăng lên á. Nãy 36 lên 39 là tăng lên, là con nóng lên á. Trời ơi, chết rồi, nóng rồi. 39 độ rồi, uống thuốc hạ sốt thôi. Ê, tăng lên nữa. Tăng màu xanh. 38 độ. Trời ơi, nữa. Trời ơi, tự chích luôn. Trời ơi. Ông dạng hết sức rồi trời. Mẹ không có bệnh. Không không, mẹ không có bệnh. Thôi mẹ không có bệnh. Cái gì trong bộ bác sĩ nhỏ.